Nãy giờ điều chỉnh hoài mà nó không có lên, cả nhà thông cảm. Ok, lời đó đầu tiên em xin chúc tất cả mọi người có nhiều sức khỏe, nhiều thành công và vạn sự như ý. Hôm nay chúng ta sẽ trở lại, một cái đề tài rất là nóng bỏng ha, có liên quan đến những cái câu chuyện của những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, và tính thì thời điểm này thì họ nên cảm ơn hay các bạn, họ nên cảm ơn chị Hằng. Tại sao họ phải cảm ơn chị Hằng các bạn? Tại sao họ phải cảm ơn chị Hằng? Chúng ta sẽ đọc cái bài báo này thì chúng ta sẽ biết. Bây giờ thì toàn bộ là lấy ơn báo oán không à mọi người, cả nhà, lấy ơn báo oán không. Nếu như chị Hằng không cảnh giác họ và họ dừng lại kịp lúc thì tôi nghĩ rằng giờ này họ ngồi trong nhà đá chẳng á hay các bạn. Nhưng mà cái xã hội này nó ngộ lắm, hễ mà ai nói cái gì đó về cái sai trái của mình không nhìn nhận tiếp thu vào, và mình còn cố tình mình giỏi giỏi che khéo đậy. Cái trường hợp mà tôi đang nói ở đây, tại sao họ phải cảm ơn chị Hằng, cái vấn đề mà một trong những người có ảnh hưởng trên mạng xã hội, họ lên đồng. Mà các bạn nghĩ đi, chẳng như trong những người mà nộp đơn kiện chị Hằng, cái anh nào lên đồng các bạn, hầu đồng chứ, anh nào hầu đồng là người chính của họ. Ok, cái vấn đề đó chúng ta sẽ giao lưu ở cuối chương trình, còn bây giờ thì chúng ta sẽ trở lại với câu chuyện ở Hải Dương. Cô đồng bổ cao Trương Thị Hương tiếp tục bị khởi tố ha, cùng với tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong một vụ án khác. Trương Thị Hương, người được gắn biệt danh cô đồng bổ cao, tiếp tục bị cơ quan công an khởi tố. Ấy cha, xong xong tội các bạn ha, tội chồng tội ha, hay là xong tội thì tùy các bạn suy nghĩ nhé. Ngày 4 tháng 11 năm 2024, thông tin từ cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Trương Thị Hương, biệt danh cô đồng bổ cao 38 tuổi, để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đúng Đó. quả cau này này, nhà mình mang chồng họ Mạc có, họ Nguyễn nhà mình có, đúng nhận sai cãi, À nhà mình dạ đã dạ được dạ chồng tên mới, đúng dạ. Dạ nhận dạ sai dạ cãi cho cô. dạ. Dạ Từ dạ. quả cau này ra lá số tử vi trong cung mệnh nhà mình, có trai có gái, có đất cát nhà cửa, lộc nhà mình là lộc kinh doanh, đúng Dạ nhận dạ sai dạ cãi dạ. cho cô. Dạ. Hẳn là nhiều quý vị vẫn còn nhớ những đoạn video này. Dạ nhớ chứ. Đâu đâu có quên. Như con cái á, là cái việc việc này là cái việc mê tín dị đoan. Trương Thị Hương này còn không đoán được cái tương lai của mình có bị dính vào lòng lao lý hay là không, thì làm gì khán giả lại tin vào cô này? Tại sao một số người lại có nhẹ dạ như vậy? Tôi không bao giờ bác bỏ cái vấn đề về tâm linh ha, về tâm linh, về một cái vấn đề gì đó mà giúp cho người ta có thêm một cái nghị lực sống để người ta vươn lên, người ta có một niềm tin nào đó để người ta vượt qua. Tôi không bao giờ tôi bác bỏ vấn đề đó, nhưng tin thì tin những cái vấn đề mà nó phù hợp với đạo đức, nó phù hợp với lòng từ bi của người ta, đúng không? Tâm linh cũng phải là hướng về một cái gì đó mà nó thực sự là xuất sắc, nó thực sự là một cái vấn đề mà giúp cho niềm tin của người ta nó có thể là mạnh mẽ hơn để sống tiếp cuộc đời còn lại trong hạnh phúc. Chẳng hạn như ví dụ như trong cái cuộc sống này không có ai rơi vào con đường cùng, nếu chúng ta tìm được một cái công lý sống, một cái tâm lý hay là một con đường sống, đúng không? Mỗi một cá thể sinh ra trong cái thế giới này đều mang một sứ mệnh đặc biệt, đúng chưa? Chúng ta phải nói như vậy. Chứ còn các bạn lên các bạn bảo rằng giống như chùa Ba Vàng cũng vậy ha, chùa Ba Vàng thì tôi sẽ làm những video khác, càng cúng càng giới hạn thì càng giàu. Ủa, tôi đang nghèo tiền đâu tôi cúng, đúng không các bạn? Tôi nghèo muốn thoát nghèo là tôi phải bỏ những cái vấn đề mà tôi sân si trong xã hội, và tôi phải chấp nhận. Chấp nhận là cái gì? Chấp nhận giống như con trâu ha, nó cúi đầu đang cỏ, thì cuộc sống của chúng ta vì cuộc sống mưu sinh chúng ta cũng cần một cái ăn mà ra cúi đầu, đó là chuyện bình thường trong xã hội, không có gì cảm thấy là nhục nhã, không không có gì cảm thấy mất danh dự. Đó đó là chia sẻ về động lực sống trong xã hội này, và chúng ta sống trong đời này chúng ta đừng có khinh khi ai cả trong cái cuộc sống này là được. Sống hôm nay không biết ngày mai, anh giàu có cả trăm tỷ, anh nhắm vào sự hạnh phúc của anh bằng cái hạnh phúc của tôi không? Tại sao những cái nước cường quốc giống như Mỹ đi, cái chỉ số hạnh phúc rất thấp,
cái chỉ số hạnh phúc rất thấp, mà cái chỉ số hạnh phúc đó nó quyết định cái cuộc sống chúng ta. Nhiều tiền để làm gì, nhưng mà làm gì để nhiều tiền, cái vấn đề đó là vấn đề bên ngoài. Còn cái bên trong của chúng ta là cái gì? Chúng ta sống vì mục đích gì? Ha, chúng ta sống vì mục đích để chúng ta thật giàu có, hay là chúng ta sống một mục đích gia đình ấm êm, con cái hạnh phúc, ngoan ngoãn, nghe lời, con cái hiếu thảo cha mẹ, chúng ta thích cái nào? Thì tùy các bạn lựa chọn nhé. Ha, tùy các bạn lựa chọn, đó là tâm linh, ha, đó là suy nghĩ. À, nhưng mà chúng ta phải hướng coi ta và thôi tích cực. Cái việc mà buông thần bán thánh như thế này, tại sao các bạn lại tin? Ha, các bạn lại tin. Mà các bạn tin cái người, những người có cái sức ảnh hưởng mạnh trên mạng xã hội, giống như Linh 14. Đúng không? Đó, cô đầu bổ cao này lợi dụng vào cái lòng tin của khán giả đối với mình, bắt đầu mới cúng bái tầm bậy tầm bạ. Ha, bản thân của bà đó, sao bà không giải nghiệp cho bà được? Bản thân của mình thì mình giải nghiệp mình không được, nó là nói với ai? Như vậy là những cái trò này là nó trở thành cái trò mê tín dị đoan, lừa đảo cộng đồng mạng nhằm mục đích là trục lợi. Tôi nhớ hồi xưa á, những cái người mà chiêm tinh học, người ta nói những cái người bậc thầy đó, thầy bói đó, thì toàn bộ người ta không lấy tiền. Người ta có tổ, người ta không lấy tiền. Người ta làm từ thiện, giúp cho đời, giúp cho những thành phần mà người ta kém may mắn hơn, có sự may mắn hơn, mà giúp cho những người khác có cái nghị lực. Không bao giờ người ta lấy tiền. Thậm chí người ta còn lấy tiền túi người ta cho luôn cả cái người bói nữa. Nhưng bây giờ các bạn thấy nó biến tướng không? Lợi dụng vào mạng xã hội nó biến tướng. Đó. Cái sự việc chị Hằng mà không nói về cái sự việc anh Linh 14, ảnh ngồi đồng, ảnh hầu đồng, giờ này không chừng ảnh đi chung với cái bà Hương này rồi. Đúng không các bạn? Những hành động đó là hành động mang tính mê tín dị đoan. Tôi cũng không có phản bác cái gì các bạn tin hay không tin, tùy các bạn, tại vì các bạn là người kiểm chứng. Nhưng tin ở một mức nào đó thôi các bạn, một mức trong phạm vi các bạn cho phép. Chứ không phải là bán nhà, bán cửa, bán đất, bán đai rồi cầu cho Phật trời phù hộ mình trúng số. Ha. Bán nhà, bán cửa này, đi dây tiền bạc hỏi, cầu cho mình công việc mà thành công. Thành công hay không là do mình vận hành. Còn cái sự may mắn, may mắn là như thế nào? Thì tôi nói các bạn may mắn như thế nào. Ví dụ như hai người cùng ký một cái hợp đồng với một đối tác. Cái anh đem phone bay đẹp trai đó, hiền hậu đó, ký với ảnh. Chứ tôi không ký với anh kia. Đó, cái đó là cái đó thì 50-50 các bạn. Nhưng mà hồ sơ năng lực hay là khả năng cung cấp cả hai bên giống như nhau thì cái đó chỉ còn 50-50. Các bạn nói hên xui không phải. Một là chọn anh đó, hai là không chọn. À, đồng xác sức thống kê thôi chứ không phải các bạn. Ví dụ như trong 100 người người ta không chọn ai hết, chọn Full Game Mobile. Tại vì sao? Tôi có lên tiếng nói trung thực. Tôi không có bị cơ hội vì một cái lợi ích gì mà tôi đi xúc phạm người khác. Người ta chọn tôi là đúng, chứ không phải là do hên xui. À, do từ chỗ đó mà các bạn nghĩ là hên xui trong cuộc đời này, do đó các bạn phải cầu lên, khấn lên đó. Thì các bạn thấy cái trường hợp của cô đồng bổ cao này hên hay là xui? Hên là xui các bạn. Kiểu này là xuân này con không về luôn rồi ha. Việc khởi tố bổ sung với bị can Hương là diễn biến mới khi vào tháng 8 2023, cơ quan sát điều tra công an thị xã Kinh Môn khởi tố bị can này cũng vì tội lừa đảo chiếm tài sản. Như vậy là có thêm một người nữa rồi đó các bạn. À, thêm một người nữa thì đó. Như vậy là lừa rất nhiều người. Các bạn biết là cái tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản là ở tù mọt rong nha các bạn. Nha. Kêu người ta đưa tiền cho người ta cúng để giải hạn giải hang gì đó ha. Nhưng mà cuối cùng thì bản thân mình lại là cái nghiệp cho chính bản thân mình. Thường thường á, tôi nhớ những ông thầy pháp, thầy bùa hồi xa xưa đó, không ai nhận tiền đâu. Người ta không thể nào lấy đồng tiền cám dỗ đâu. Thậm chí mới vừa bước vô nhà của người ta nói anh không có tin, anh đừng lại đây làm gì. Ta nói thẳng như vậy đó, hay như vậy đó. Người ta không cần tiền, có phải không? Người ta không cần tiền. Bởi vì á, tôi nói các bạn á, cái gì đó mà tài tâm linh mà tiền tốn tiền nhiều quá là các bạn hãy cẩn thận xem xét nó lại ha. Xem nó lại, các bạn từng tin vào mê tín dị đoan rồi. Các bạn, tôi nói các bạn cái trường hợp mà chùa Ba Vàng cũng vậy, thỉnh cái tổng cộng tóc của Phật, à, cho những cái người Phật tử đi cho họ may mắn, mà chính bản thân chùa lại sai phạm ha. Có khả năng là có dính với những cái tội khác không chừng ha. Các bạn thấy cái kiểm chứng về cái sợi tóc đó là may mắn, các bạn thấy có may mắn không?
tôi nghĩ là không may mắn rồi đó. Ok, chị Hằng mà không lên nói lên 14 này ảnh mà còn thành nghề nữa thì chắc đi theo bà này rồi, đúng không? Biết dừng chân đúng lúc khi mà cộng đồng mạng lên tiếng ha, và chuyển qua làm cái khác. Đúng ra mới mốt gặp chị Hằng á, là phải bái đầu ba cái cảm ơn đại ca ha. Đại ca đã thần không quảng đại ha, không ngại tiết lộ bí mật thiên cơ ha, để cho em không có bị dướng vào cái dòng lao lý. Chứ em mà dướng vào dòng lao lý là em xong hàng em rồi, có thấy không? Cái nghề buôn thầy bán thánh không bao giờ có kết quả tốt. Thiền Am cũng vậy các bạn thấy không? Thiền Am mà ta nói thầy ông nội là Phật Di Lặc tái sinh. Phật Di Lặc tái sinh bị 7 năm tù. Các bạn ơi, bị 5 năm tù. Trong cái khung từ 2 năm đến 7 năm mà bị hết 5 năm. Các bạn thấy không? Ủa sao kỳ vậy? Sao ông thầy ông nội không tự giải thoát cho mình ha? Sao giải trừ những cái tai ương đó? Tại sao vậy? Cái đó là một dấu hỏi rất lớn. Tại vì cái điều đó là điều không thể xảy ra. Xin chào. Xin chào anh Trương Phát. Xin chào chị Lê Ngọc Hạnh. Xin chào chị Sò Ngọc Quỳnh. Xin chào chị Tô Hủ Tiếu 84. Xin chào cưng Hủ Tiếu 84 nha. Xin chào chị Thấm Nguyễn. Xin chào người đẹp Chi Trúc. Xin chào cô Trần Khiêm. Xin chào chú Trần Khiêm. Xin chào anh Trần Khiêm luôn đi cho trẻ. Bây giờ mình kêu anh với chị thôi nha. Không, xin chào anh Nguyễn Minh Hiền. Xin chào khán giả Chí Lữ. Nội luyện chưa thới đâu mà, đúng không? Nội sao không nội cứu nội được ha? Nội phát điện lực mà nó cứu nội không được. Tại sao vậy? Có ai trả lời giùm tôi không? May mắn chưa, đúng không? May mắn chưa? Chưa may mắn. Mà bây giờ chúng nó lợi dụng vào nội á, chúng nó gom góp tiền quá dữ ha. Toàn là tiền tỷ không nha mọi người, toàn là tiền tỷ không à. Bây giờ ra qua ngồi pha hai ly cà phê ha, hai ông cháu tâm sự, nội ơi cái thằng đó nó nói về Thiền Am, nó có xe nhà lầu rồi, còn Thiền Am được gì? Quay qua nội quất một cước ha. Tao bị ở tù 5 năm rồi chứ tao bị cái gì đâu mà mày còn hỏi nữa, đúng không? Phật ở tâm ta chứ xa gì, tìm tóc xá lợi Phật. 2600 năm rồi mà đem ra đùa giỡn thiên hạ. Đúng ra là người ta sẽ đem cái thầy tóc đó đem lên cái chỗ uy nghiêm, một cái chỗ cung điện rất là uy nghiêm, rồi những cái người Phật tử đó chỉ đi xung quanh thôi. Nếu tôi nghĩ là như vậy đấy, giống như xá lợi tử vậy đó. Còn đem ra ngoài sân rồi đụng chạm vào đấy, nghiệp quật các bạn. May mắn không thấy chứ tôi thấy sắp sửa rồi đó ha. Coi chừng cắt hết các chức sắc đưa ra ngoài thành dân thường là không xong rồi đại dương ơi nha các bạn. Nha. Các bạn nhớ cái ông gì Nguyễn Sinh Cung phải không ta? Ông trụ trì làm chùa Vĩnh Long đó các bạn. Để coi. Trụ trì chùa Vĩnh Long. Phạm Văn Cung, xin lỗi các bạn. Phạm Văn Cung. Phải không ta? Đúng rồi, Phạm Văn Cung. Đó. Trời ơi. Tu hành gì đâu á mà đòi tiền bạc, tiền tỷ không các bạn. Đó, ông Phạm Văn Cung. Cựu chủ trì chùa Phước Quang, tỉnh Vĩnh Long, bị cáo buộc và cùng đồng phạm dùng nhiều thủ đoạn để lừa đảo 68 tỷ đồng. Ghê không? Đó. Đi tu mà toàn bộ là dính vào tiền bạc không? Cái đó là tham sân si quá độ rồi các bạn. Mà Phật dạy chúng ta có cái mức độ nào tham sân si như vậy không các bạn? Bởi vì tôi nói các bạn á, Phật ở trong lòng có Phật. Trong lòng chúng ta có Phật thì chúng ta mới tu hành được. Mà trong lòng chúng ta còn chứa chấp những tham sân si, chúng ta làm không được đâu. Và nó đẩy chúng ta đi vào cái cánh cửa Atula bất kỳ lúc nào. Các bạn lên mạng các bạn bấm Sư Thích Giác Khang.
hàng các bạn xem, suốt cái cuộc đời tu hành không bao giờ cầm một cái đồng tiền, đúng không? Không bao giờ bị cái tham sân si chi phối ha, buông bỏ tất cả. Tôi đố các bạn biết, à, sư phụ Thích Giác Khang ha, thọ bao nhiêu giới? Chúng ta có năm giới, à, trai gái hút sách, trộm cắp, nói dối, tà dâm, đúng không? Có năm cái giới đó mà chúng ta giữ không được. Còn sư Thích Giác Khang giữ 250 giới ha, cộng cỏ còn không bứt, sắc xanh thì khỏi nói rồi ha, tiền không cầm, nam nữ không cần, nhà cao không cần, cửa rộng không cần, quần áo đẹp không cần, không cần gì cả, chỉ muốn suốt cuộc đời là tu tập và tịnh độ cho những cái tâm hồn của ai là còn yếu. Không có bát giới đâu, 250 giới lận. Bát giới là những cái người mà sư Thích Giác Khang bảo rằng là họ nên 8 giới đó, là họ nên đi vào đấy để mà rời khỏi cái cõi người về phàm mắt thịt để qua tới cái cõi trời ha. Chứ còn giống như Thích Giác Khang thì tôi nghĩ rằng sư Thích Giác Khang đã đi qua cõi ngũ sắc rồi. Thì vấn đề này các bạn có thể là không tin, à, không cần phải tin. Nhưng mà tôi nói các bạn muốn tu hành cho đắc đạo thì trong lòng các bạn phải có cái sự từ bi đức độ ha. Làm điều sai, làm điều trái không làm. Làm điều gì đó có lợi cho mình, bất lợi người khác không làm. Không buông thần bán thánh, không đưa những cái ông Phật hay là đưa những cái thiên cơ mà các bạn tự soạn, các bạn bảo rằng là phải như thế này, phải như thế kia, đó là hiện rộng là lừa đảo trên mạng xã hội. Rồi các bạn thấy trường hợp của bà mẫu cộng đồng mà các bạn thấy không? Cái bà này hình như là cũng có bình luận với mình đó, mình nói thôi con không cần đâu. Bà nói mình mà không cần cúng á ha. Mình không cần cúng bảo á là trời Phật sẽ quở đó các bạn. Có ai nói chuyện tầm bậy không? Tôi cũng nhắc lại các bạn một lần nữa là tâm linh thì không đùa. Nhưng mà tâm linh chúng ta phải xuất phát từ tâm từ bi trước đã ha, tâm từ bi trước đã. À, còn chúng ta tin vào tâm linh mà trong lòng ta không có xuất phát từ tâm từ bi thì thua. Và trong cái vô thức của chúng ta phải có cái sự từ bi trong đó ha. Chúng ta làm một cái gì đó mà đau cho người khác chúng ta không làm, có lợi cho mình mà hại người khác là không làm, vi phạm pháp luật không làm, vi phạm đạo đức, vi phạm về luật nhân quả không làm, thì lúc đó chúng ta mới có thể là hơi khá khá một tí, đúng không? Chúng ta suy nghĩ trong lòng chúng ta hôm nay lời bao nhiêu tiền, lỗ bao nhiêu tiền ha. Rồi chúng ta đi chùa chúng ta cầu cho chúng ta bán thật là nhiều tiền ha, rồi chúng ta bán được. Nhưng trong cái vấn đề bán được của chúng ta đó thì những cái người phục vụ cho mình, tôi nói tôi gọi chung là cái người làm công đó, các bạn dè sẵn ha, dè sẵn, các bạn ức hiếp người ta, các bạn bắt người ta làm việc lao tâm lao lực, thay vì công việc đó 5 người làm các bạn bắt 2 người làm ha. Thay vì người ta tới 5 giờ chiều người ta về, 7 giờ sáng vô 5 giờ chiều về, các bạn bắt người ta làm tới 5-7 giờ tối. Tới lương các bạn phạt đi trễ, phạt về sớm, phạt này phạt nọ. Các bạn đang tạo nghiệp. Và tôi nói các bạn, cái sự việc mà các bạn tạo nghiệp như vậy không một thời gian là các bạn tiêu tan tài sản. Tôi không hề tu, tôi không hề mà có những cái sự việc mà giống như có pháp danh nào đó, nhưng mà tôi tin rằng những cái điều đó là những điều không nên xuất hiện trên cõi đời này. Làm gì có vụ bỏ mấy trăm triệu, tôi đã từng chứng kiến cái vụ đó, tôi từng kiểm chứng luôn nè các bạn. Cầm cái cục đất ha, đi lợi cho cái ông thầy, ông phán. Ông nói trời ơi, cục sắt cục đất của con quá trời nhiều màu. Ông nói bây giờ cái giá trị của miếng đất này là 350 triệu. Thầy làm 1 tỷ 2 đi, con cho thầy 500 triệu. Đố thầy làm được á. Tôi đố ông thầy làm được á. Tại vì nó giá trị đó bao nhiêu đó là bao nhiêu đó thôi các bạn. Đúng không? Đó, thì tôi nói các bạn á, lợi dụng tâm linh để lừa đảo thì nhận một cái kết giống như cô đồng Hải Dương thôi. Do đó những đối thủ của chị Hằng, đặc biệt là Linh 14, nên viết một dòng trạng thái Nam Mô A Di Đà Phật, xin cảm ơn siêu sư phụ Nguyễn Phương Hằng. À, siêu sư phụ đã cảnh giác con ngay từ đầu, chứ không giờ này con đi vào gặp với cô
cô Hương cô đồng bổ cao này thì tâm sự nè, thấy không, bao nhiêu tuổi, đạo hạnh bao nhiêu mà lên trên mạng ha, lên trên mạng bốc phét. Chị Hằng mà không có lôi cái vụ mà ngồi đồng hầu đồng này là lên đường rồi các bạn, lên đường rồi đó, thấy không. Trong cái phúc có cái quả hay là trong cái quả có cái phúc thì tự mọi người suy nghĩ nhé. Lớn là suy nghĩ lớn chứ tôi không có nói nhiều, đúng chưa? Các bạn tin không tin thì tùy các bạn. Giống như cái câu chuyện Thiền Nam, các bạn thấy không, bây giờ các bạn tin tôi chưa? Chưa tin đúng không? Vài bữa nữa cơ quan chức năng khởi tố quán lừa đảo, giả sư trục lợi cho trẻ mồ côi, rồi lôi một số người ra, hay là lôi một số người tử tế ra mà các bạn coi như thánh. Thế là sư Thanh Trần ơi, cảm ơn chị này kia đồ, chị hóa là tốt tốt đi ha. Lòi cái đầu nó ra, cái nó quay qua nó chửi thì ngam luôn, để nó lấy công chuộc tội cho các bạn xem nè. Ăn đồng tiền bất chính, sống không thọ đâu. Tất nhiên rồi, Ní, xin chào Ní Phạm Trực, làm gì có vụ đó. Xin chào khán giả Phạm Zetman. Xin chào anh Phạm Zetman, các bạn thấy ha, lợi dụng vào tâm linh để trục lợi ha, lợi dụng vào cái này cái kia chết. Tương lai của mình đón còn không ra, đó là kêu chúng ta đi giải hạn cho người khác ha. Vấn đề này thì chúng ta sẽ làm trong những bản tin tiếp theo, mà chủ đề tiếp theo đó là chủ đề về chùa Ba Vàng ha, chúng ta nói về vấn đề nữa. Họ hay quá, tại sao họ không tự họ bói quẻ coi số đặc biệt nằm đâu rồi họ mua, họ tự cứu cuộc đời họ đi, họ đi lừa đảo làm gì, các bạn quá khờ đúng không. Hello Takata Denuwan, hello my friend in Romania, I have a good time, yes, have a good time, welcome to Indiana, thank you for thank you, welcome to my channel, my name Full Game Mobile, yeah, thank you. Please follow me by subscribe and like, thank you. Hôm nay mình có tiếp đón một cái đoàn khách nước ngoài xuất viện từ nước Ấn Độ, ok, nước Ấn Độ, chào mừng các bạn ở Ấn Độ qua tham quan kênh Full Game Mobile, ok. Chúng ta nói một tí xíu rồi có khách Ấn Độ vào, các bạn nói tí xíu không? I am fine, attention and lover. Cái người bạn mới vào kênh của mình á, giới thiệu là một cái người phi công và một người luật sư. Oh, very good. Good job. Yes. Takata Denuwan, very good job. Good job. Very good. Tiếp viên hàng không và luật sư, lawyer, law là luật. Ok. Cẩm Quỳnh, hello, how are you? Yes. Em fine, thank you. Em fine, thank you. You fine now, Cẩm Quỳnh. Pilot mới là luật sư hả? Tiếp viên hàng không. Tiếp viên hàng không. Đúng, tiếp viên hàng không đúng không? Đạo Phong nổ tiếng Anh tí coi. Nổ tiếng Anh tí coi. Hello Thấm Nguyễn, how are you? You try your file you now. Cảm ơn bạn rất nhiều. Để gặp được bạn, anh này hình như là tiếng Anh cũng không có đúng từ vựng. Cảm ơn bạn rất nhiều. Let me yours. Hẹn gặp sau, hẹn lại sau. Yeah, thank you. We love India. We love India. India and Vietnam is the best my friend.
India, India best friend, my Việt Nam. Yeah. Đạo Phong ơi, nhắn tiếng Anh á, nói với anh ta là Việt Nam và Ấn Độ là những người bạn tốt. Hello Sumailara. Sumailara này chắc Indonesia quá hay là Pháp ta? Where you from Sumailara? Học tiếng Anh luôn. À, bạn này bạn làm cho hãng hàng không Indigo. Yeah. How are you, Tara Devon? Benro, Fito. À, vậy ảnh có thể là Tây Ban Nha quá. Spanish. Rồi, tới công chuyện luôn rồi. À, tôi hỏi anh ta ở đâu, anh ta nói anh ta đến từ Blengo, Fitlo, cách Tây Ban Nha quá. À, hello cô F Phan. À, anh cái anh Tara Dewan anh nói anh mới hạ cánh ở Việt Nam, ở mới hạ cánh ở Singapore. Oh, thank you. Thôi thì em xin kết thúc cái buổi live stream tại đây, hẹn gặp lại trong mỗi người sau. Hi everybody, I very happy when all visit my channel. Have a good night and goodbye. See you again.